Dạ thì Kim Khiết xin kính chào bà con cô bác. Dạ hiện giờ thì Kim Khiết cùng với mấy chị em là Kha, Chào bà con cô Hương, bác. Mai Dạ, kính chào quý bà con cô bác. đang có mặt ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ. Thì hôm nay là theo như chuyến hôm bữa mà bán cam á, thì sư phụ Thương vừa sẽ đi trao quà cho bà con cô bác ở huyện Cần Giờ. Nhưng mà hôm qua do thì có một số công việc cho nên anh Khương đã xuống trước rồi để trao một số hoàn cảnh trước. Thì hôm nay thì mới xuống sau. Và cũng có một dịp đặc biệt á, là thì với anh Khương xuống trùng ngay cái lễ hội nghinh bà, là mỗi năm chỉ có một lần thôi ở huyện Cần Giờ. Cho nên bây giờ mọi người thức rất là sớm để mà chuẩn bị đi ra ngoài đó để nghinh bà. Dạ đầu tiên thì bây giờ mình vô mình gặp mấy anh em trước cái đã. Rồi, dạ mời bà con cô bác. Hello, xin chào mọi người. Chào sư phụ. Xin chào bà con cô bác. Ủa lộn, xin chào mấy đứa. Đây, vô đây, vô đây. Vô đây bà con cô bác đang chuẩn bị đồ sáng để mình chuẩn bị mình đi cà phê đó mấy em. Đi lễ. Dạ. Ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Có bánh mì á, bánh mì với lại chả đó bảy. Uống cà phê Rồi. không đường đó ba, Ăn kêu ăn cà phê sáng ha. không đường Sáng. đó ba. Ở đây Uống đi có cà cái phê không chả cá nó rất là ngon. Còn bánh mì thì bình thường ở đâu không có. Bánh mì Nhưng mà bình chả thường. cá thì nó rất là ngon. Ủa, bánh mì bự ghê chả anh. cá. Bánh dây lợn. Ôi, có bánh dây lợn lợn nữa. Hả? Bánh dây coi luôn anh được. Rồi. Thôi hấp dẫn quá. Ngon. Cái này giờ xé xé ngửi miếng hả bảy? Hồi sáng đi chợ. Ngon quá. Sáng 7 đi chợ mua mấy giờ lợn đây đi. Đây sáng 7 đi chợ để mua Sáng hết sớm rồi. 7 phải đi chợ sớm á. Sớm phải dậy sớm, bầu bì phải dậy sớm. Ôi ôi. Tối 7 7 ngủ tới 4 giờ sáng 7 ra chợ mua luôn. Thêm không nha. Dạ. Mọi người có gì? Cái gì cô? Cái gì? Cho con cà phê sữa đá nhiều 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 thiệt là nhiều sữa mà xíu cà phê thôi đây. Dạ chào Hai chú. Rồi vô đây ngồi đây, ngồi dạ. đây ăn sáng. Mọi người ơi kiếm chỗ chen chen vô nha. Đây đây ngồi đây nè. Thôi anh ngồi đi. Minh Minh ngồi đi Minh, mấy bé nó ngồi đi. Lớn tuổi mà đi đâu không? Dạ, đúng rồi. Ngồi đó đi. Mấy đứa nhỏ nó đứng được rồi. Nè mấy đứa nhỏ xách ổ đi ngoài chơi đi. Nỗi này sao ta? Thôi con nè nhỏ nhỏ không thì không được rồi, nhỏ mà cứ đầu cho cá hoài à. Giống để từ người lớn ra ăn, để người lớn ra ăn. Em gửi lại nè hai đứa em lấy chả không lấy mì hả? Đấy là một hai đứa một cái mà đấy họ cầm cầm đại đi xé ăn đại đi xé ăn đại anh đi. Em trong nhà không đại đi mời anh mời Thái. Mời bác thôi ăn gì thôi sớm anh chưa ăn hả anh Minh? Vô ngồi ha. Mấy anh em Phương vừa được bà con cô bác thông báo là dậy từ 5 giờ sáng cho nên dậy rất là sớm để chuẩn bị, nhưng mà cuối cùng lại đây thì bà con bác mới nói là 7 giờ mới đi, giờ mới chưa được 6 giờ nữa. Ngửi miếng đại nha dạng sáng để thủ xong rồi xong mình lát mình đi ra khơi đi ngồi ngồi nhau nghiêm nghiêm bà ha chú nghiêm bà lát nghiêm nghiêm bà chú mấy giờ chú 7 giờ dạ mình nghe khoảng nghiêm khoảng mấy tiếng giờ về chú dạ chừng tiếng hộ gì dạ ở cái xứ này là cái lễ hội nghinh bà là lớn vui hơn Tết nữa chú. Ờ cũng thấy vui quá chừng cái đó áo dài thằng đóng ha thằng đóng là lát chú mặt hả dạ lát lên đồi với chắc vô bộ chú nằm ở trong cái bàn tổ chức á. Rồi các bạn vô nha thủ sáng nha dạ em ăn thử cái cá này ngon lắm mà bự quá ha. Ngon. Dạ bà con cô bác thân mến, team của mấy anh em Phương vừa chia ra hai nhóm, một nhóm thì lại ngũ hành miếu để mình với bà, còn một nhóm thì đi ra ngoài bến cảng rồi để chuẩn bị một xíu nữa là đi nghinh bà vợ bà bác. Ở đây là miếu là thuộc ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Miếu thờ năm bà và ở đây giờ người ta đang tổ chức cũng múa lân rồi các đội đầy đủ hết rồi sáng đông thì là sáng sớm người ta sẽ nấu đồ ăn sáng đó, cho các đội phục vụ để ăn uống rồi người ta sẽ
đi biển nghinh bà về đây. Bà về. Đó. Bây giờ mình vô trong cái bàn này nha. Cái lễ hội biết mặt ở TV không muốn biết mặt đây. Trước khi mình đi với bà ngoài là mình trước nhất là mình Kèo. Là ai đứng ra xin nếu người đó thì cũng phải là trước là quy tính quy tính thì quy hương ở trong làng này là lớn này chứ cụ thể là hôm nay là ai sẽ xin chẳng hạn như hôm nay nó nhỏ mà nó coi như to mắt dạ ở đó đây vậy đó cậu xin hả dạ lát mà hỏi cũng có thêm từ trước khi học sinh mình vừa có lòng sư đúng rồi ok sáng ơi chưa con chưa dạ sáng con chưa ăn gì chưa á con bao giờ con bao chưa ăn rồi rồi không sao mà rồi không dân cho bà chưa rồi muốn rồi tới tết thì ở lại ta lại thành cúng á sòi với mình sòi hả sòi với thịt hầu về thịt hầu quay dạ tháng này mình đi mình giúp một giúp bà này ở đây tháng một vài bệnh tập hợp đây đi xuống không dẫn thank you.
chuẩn bị khiên tấn hương này đi ra ngoài biển hơn. Rồi mình sẽ đi qua ngoài khoảng 3 cây số để mình kinh bà xin keo, mình sẽ về lại. Để con năm nay xuống về đi hả? Dạ. Dễ thương quá, học mấy ai? Dạ, con học lớp 7. 7 hả? Rồi bữa nay nghỉ học để tham gia lễ hội vậy hả? Đây là đúng là lễ hội dân gian mà bác, lễ hội dân gian là do bà con dân dân tổ chức đó. Ở đây người ta có ban điều hành, rồi người ta sẽ phân chia công việc để mỗi người một khâu để làm. Và tất cả là mọi người đã có cái lễ vật hoặc là có cái công hoặc là có đội lân hoặc đội kèn, người ta là sẽ cúng dân lên làm. Đó làm đây chừng nữa là mấy đứa nhỏ này là mốt sẽ thay thế những ông chú lớn lớn để tiếp tục là tổ chức cái lễ hội đó đi. Ông đúng rồi. Thì chi đó. Cái chi đó nha. Hết là mà đây là tín ngưỡng á, nên bà con ở đây người ta làm biển cho người ta tin vào hội trợ che chở. Thì chắc là lạ lắm đó nhiều bác. Dạ. Là Dũng ơi. Dũng. Tiên thấy một cái lễ hội dân gian gì ở trong đi cái lễ hội dân gian gì đó rất là hay á. Giờ cũng lâm rồi đó. Có nhiều cái nghi thức lắm, có nhiều cái tập tục lắm không, nhưng mà không phải mình biết hết. Và mình có dịp mình tham quan được. Ba biết rồi giới thiệu cho bà con bác. Giờ xíu là nghinh bà về sẽ có cái phần này phần lễ. Còn sáu xíu nghinh bà xong về sẽ có phần hội là phần chơi trò chơi dân gian đồ rồi. Hát múa rồi. Ăn uống là nội trong ngày hôm nay hết, ngày hôm nay là trở lại lao động bình thường đúng không? Lại đi học và chống phải hai thằng chứ nhiều người quá nên sẽ có rất là dự kiến, cho nên phải có tổng đạo diễn vậy đó, giống một cái chương trình để tổng đạo diễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi, từ từ đi. Đây đâu? Đây đâu? Sao sao mình quay ở trong mình... Tàu thuyền quá trời luôn à. Quá trời thuyền luôn. Mọi người sẽ đi theo cái thuyền này. Cái thuyền này là thuyền quan trọng nhất. Cái thuyền này là mọi người sẽ đi theo. Mọi người không có được chạy vượt lên luôn không bác. Ở bên đó là một bà chị bà đang cúng. À, có mấy xuồng nhỏ nữa kìa. Có xuồng nhỏ, xuồng mô hình nữa kìa. Ở các xuồng mô hình nữa kìa. À, biểu diễn. Wow. Quá trời xuồng đi theo luôn kìa. Nhiều ai có xuồng đi theo hả chú? Ai có xuồng đi theo à? Ai muốn đi ha. Mà không có được đi trước cái xuồng cái trước kia này. Dạ không đi trước kia. Chở về muốn. Ai muốn đi đâu đi ha. Dạ. Cũng vừa có tham gia nhưng mà cũng vừa không có đi ra để nghinh
nghìn ông với nghìn bà như vậy. À, lễ hội mà. Ta thể đi ra cửa biển xin kèo. Dạ dạ được rồi chú, không biết xin kèo thì xin như thế nào. Đang soạn người ta đang soạn đồ cúng ra là bao á, ta ở dưới đang soạn đồ cúng ra. Có dịp đi về nè để quay lại giới thiệu cho bà con cô bác biết những cái lễ hội mà dân gian ở khắp Việt Nam của mình luôn. Ở Việt Nam mình mỗi năm có rất là nhiều lễ hội, mà thường thường ở các tỉnh mà dọc biển á, là người ta đều có những cái lễ hội cầu an như vậy nè. Ở phía sau ghe thuyền đi theo nhiều lắm mà con bác ơi, nhiều lắm. Đó, nhiều ghê không? Hai ơi. Dạ. Cúng đang làm cúng. Bỏ giờ lên. Giờ đang làm là cúng là màu băng. Này mà có mạng lao like lên là dễ thương. Ô đẹp đây kìa. Tàu ghe luôn đây. Ghe lớn ghe nhỏ gì đi. Ở trong mắt nước ở đây nè. Dân ở địa phương không bác, không có khách du lịch, có thể là người ta chưa biết á, mà đi ra được vậy nè mới vui nè. Nuôi hào á. Đây là lễ hội nghìn bà ở ấp Hòa Hiệp, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh màu ác. Đây là cái ghe chính mà bà con cô bác rồi. Không có chơi nước tới đây nha, không có chơi nước tới đây nha.
vậy? Lễ hội nghinh bà. Nghinh bà.
Thank you.
như Tết vậy á. Ngày mai bà con cô bác sẽ trở lại công việc bình thường. Hôm nay cô vừa hỏi được thông tin đó là hôm nay xin keo được vậy là nhanh. Từ ngày mỗi khi xin khoảng 1 tiếng rưỡi, tiếng hơn tiếng, hôm nay là xin trong vòng có 30 phút rồi, cho nên là chạy. Có nghĩa là người ta chạy vòng 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 xong rồi đi diễu hành vậy á, rồi xong người ta xin được keo rồi, xong rồi quay trở về, giờ xuồng ghe rồi quay trở về hết rồi. Có keo tức là rước được bà rồi thì quay trở về. Giờ mình đưa bà giờ đưa bà về miếu. Đưa bà về miếu để bà sẽ ở đó bà để bà phù hộ cho mọi người là khỏe mạnh, làm ăn đồ cho nó thuận lợi. Nói chung là cái lễ hội này thì nó còn mang tính chất là địa phương ở trong huyện. Là nhưng mà nó được giữ được cái nét mộc mạc đơn sơ đó. Là có những cái nghi thức nghi lễ được truyền từ hồi xưa tới giờ luôn mà bác. Và ở đây có một cái nét rất là dễ thương, đó là ở trong lễ hội thì mọi người góp công góp sức, ai có cái gì thì góp cái nấy, rồi mọi người chung vui và rất là vui vẻ. À, nhưng mà con bác thấy nè, các đội lân, đội kèn, đội trống, rồi đội khiên, đội lính, rồi đội phục vụ ăn uống, tàu xuồng ghe là tất cả là mọi người gom góp lại hết. Rồi để chị cái chung á, là cô vừa rất hay và cô vừa với lại Thùy Kim Tiếp rất là may mắn đi đợt này xuống dưới huyện Cần Giờ để trao quà và đúng cái dịp cái lễ hội này mà được tham gia và rất là phấn khích luôn, rất là thích luôn và rất là vui là quay được lại những cái thước phim mà trong cái lễ hội mà cô vừa nghĩ là chắc chắn là bà con cô bác ở huyện Long Hòa, ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ sẽ vô xem cái clip này của Thùy Kim Kiếp để xem được cái lễ hội này. Và nếu mà một người con nào mà ở dưới xã Long Hòa mà đã từng tham gia cái lễ hội này rồi mà giờ phải đi làm ăn xa xứ vậy á, thì nhìn cái này cô vừa nghĩ chắc chắn sẽ rất là nhớ quê, nhớ nhà lắm, và chắc chắn là năm sau sẽ trở về để tham gia lễ hội luôn á. Và nhiều khi năm sau mấy anh em cô vừa sẽ canh cái giờ này để xuống để tham gia nữa, nãy mấy chú mời rất là vui luôn. Giờ mình sẽ đi vô rồi chắc tạm thời. Nhưng bà con bác thấy không, có cái xuồng hai cho con cũng đi đó đó, ai có xuồng ghe sao thì đi theo dễ thương không đó, hai cho con đó, chừng nữa thằng bé này nó lớn lên nó sẽ nhớ dây ngủ nhậu rồi, nó ngủ nhậu nó hỏi con nước không hả bé, nó sau này nó lớn lên nó đi học hay đi làm thì nó sẽ rất là nhớ về những cái ngày lễ hội ở trên quê hương đó. Đó thôi vậy trời nghe cho tạm biệt bà con bác ha. Đặc biệt, em là bác ở phần hội, cảm ơn nhiều, bye bye.